Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe máy dầu gầm cao giá rẻ vừa về cửa hàng em xong, 7 chỗ các bác nhá. Một chiếc xe nhập Hàn số tự động, rất là hiện đại với sấy cả mông lẫn cả sấy cả lưng. Một chiếc xe đẹp, căng, cứng, không có lỗi lầm. Hyundai Santa Fe bản SLX. Vâng, SLX chứ không phải là MLX nhá. Sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc về Hàn Quốc. Và con này thì được cái là chất xe thì khỏi bàn. Các bác có thể nhìn xung quanh xe này, rồi nhìn nội thất bên trong này. Nội thất của nó thì vẫn còn zin nguyên bản đấy. Đồng sơn xe đẹp và xe cứng. Con này thì tỷ lệ sơn zin của nó chỉ còn có 70% thôi. Còn đâu về chất lốp dép thì vẫn còn dày. Lốp dày này đấy, la răng 6 chấu này, phanh đĩa 4 bánh này đấy. Và chiếc xe này thì chỉ dẫn động một cầu thôi nhá. Và con này là dẫn động cầu trước, không phải dẫn động cầu sau. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, chạy rất là phê. Và con này là bản full, với dòng một cầu. Thì các bác có thể nhìn thấy là có cả rửa đèn pha tự động này, đèn bi cầu projector này và đèn pha halogen kết hợp với lắc mí ở xung quanh. Đây là một chiếc xe mà tương đối khá là hiện đại. Nhìn vào trong quanh, bên trong thì có đến 10 cái túi khí an toàn xung quanh xe. Vô lăng trợ lái rất là nhẹ nhàng, êm, mượt, kính bao zin toàn tập và xe cứng không có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn này, đây, Solaga này, đấy, còn nguyên nhá. Đấy, thế và xi nhan được tích hợp trên tai gương. Đấy, dòng xe bản full cao cấp gần như là không còn thiếu một cái chức năng gì nữa rồi. Đấy, túi khí an toàn rồi vô lăng này. Đấy, vô lăng bọc ốp gỗ này kết hợp với da khâu rất là cao cấp luôn. Phần ghế nỉ của xe đây các bác nhìn này, ghế nỉ vẫn còn rất là mịn màng, sờ rất là mềm mượt luôn. Và ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường, có nhớ hai vị trí nhá. Và chiếc xe này thì nó có hệ thống hỗ trợ leo đèo lội suối. Và thực sự nói các bác, nó hỗ trợ dừng đỗ khởi hành ngang dốc ấy ạ. Đấy, xe rất là cứng luôn. Và vừa về cửa hàng em xong nên con này em cũng chưa dọn dẹp gì cả đâu. Thế mà bác nào mà thích cái dòng xe này thì alo ngay hoặc là đến xem xe trực tiếp tại Quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng nhá. Xe đang có mặt tại Quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng với cái mức giá chỉ có hơn 4 đồng thôi, rất là rẻ so với thị trường. Thực sự là với cái tầm này, khẳng định với các bác mua sẽ phải rơi vào tầm khoảng hơn 5 đồng. Nhưng mà ở đây em bán chỉ có hơn 4 đồng thôi, nên là các bác đừng ngạc nhiên, mua rẻ bán rẻ, có sao bán vậy. Vâng, một chiếc xe đẹp, kiểu dáng thiết kế rất là trẻ trung. Biển con này thì biển 36A78927 và con này thì không có gốc Hà Nội nhá. Nên là cũng rất chiều buồn với bác nào mà ở Hà Nội, Sài Gòn thì chiếc xe này các bác có mua thì các bác lại mất 20 củ tiền biển rồi. Nhưng với những người mà yêu xe thì nói thật 20 chả là cái gì các bác. Vâng, vừa rẻ vừa ngon mà lại mình lại có một chiếc xe chất. Và xe của các bác ở biển 36 các bác biết rồi, người ta giữ gìn rất là cẩn thận luôn, gần như là gọi là như kiểu là yêu như yêu vợ đấy ạ. Nên là thành ra là xe rất là cứng đấy. Tôn vỏ dày này, đấy, đồng sơn đẹp này. Và các bác nhìn bầu đèn của xe là không có rạn nứt một tí nào luôn. Đấy, không ngố vàng, không rạn nứt nha. Đèn bi cầu projector kết hợp với đèn pha bi halogen. Còn phần phía dưới là lắc mí xi nhan trên đây. À, các bác nhìn này, đặc biệt là đây là một chiếc xe mà có cả rửa đèn pha tự động. Đèn pha tự động thì có cái gì đâu, người ta chỉ ấn vào cái là nó phun ra, nó rửa vào đây thôi. Nói chung là thua em cầm rẻ em lau. Vâng, nhưng mà được cái là đúng là chức năng hiện đại thì khỏi bàn. Dòng xe Hàn Quốc thì option nó rất là nhiều. Hệ thống cản phía dưới đây, các bác nhìn này, đèn gầm này, đèn gầm pha công suất thấp này, và cản này sạch sẽ luôn đấy các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, đồng cản rất là đẹp, đều sạch sẽ, không có lỗi luôn. Và không bị ố mốc, không bị rạn nứt này. Đấy, cản trước xe đều đấy, tất cả các cái phần sơn cản này thì quá ok rồi. Còn cái này mà bác nào mà dám bảo là sơn zin với cái con xe 12 năm ấy thì em khẳng định các bác là không có một con nào cái chỗ này là sơn zin đâu nhá. Đấy, thế còn chiếc xe này thì là lốp 4 quả của nó thì cũng tương đối tầm khoảng 60%, lốp 235/60R18 với la răng 6 chấu, phanh đĩa 4 bánh và hai bánh trước thì là phanh đĩa kép, còn đằng sau nó là phanh đĩa đơn. Đấy, lốp dép rồi. Đấy, các bác nhìn này. Lốp này thì nói chung là tầm 60% rồi. Thế nên là các bác đi cho em tầm khoảng xem nào, khoảng 5-2 năm các bác thay cũng được. Vâng, chứ bây giờ mà bác thay ngay phí tiền. Mới lại là quả này thì luôn thay rơi vào tầm khoảng hơn 2 củ thôi, rất rẻ. Vâng, nói chung là chạy những cái dòng này thì lốp nó phải như thế này, lốp to, la răng 18 này chạy nó mới ổn được. Đấy, còn đằng sau này là Duro Bridgestone nhá. Lốp này thì tương đối là mới. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, 245/60R18 này. Đấy, lốp dép dày này. Đấy, và lốp này là lốp 2016. Cứ bảo làm sao mà lốp người ta đi, vì con này đi ít, lăn bánh mới có 15 vạn thôi mà thực sự phải nói đi ít luôn. La răng 6 chấu nhá. Còn tôn này, đấy các bác nghe tiếng tôn đấy ạ. Vâng, tôn rất mỏng luôn.
Đấy, đồng sơn xe đẹp đều. Đấy, cánh này không có lượn sóng này. Và phần bên trên này xi nhan tích hợp trên bầu gương. Gương có điều khiển điện, đấy, có cụp xe điều chỉnh rất nhiều chức năng. Và được cái là cửa này, những cái dòng này cách âm rất tốt. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa đấy ạ. Chỉ keo thì bao đẹp cho các bác nhá. Chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn này. Nét căng luôn này, không có lỗi làm bao zin. Đấy, tappi sạch. Và con này thì được cái là tappi của nó là tappi nỉ nhá. Nỉ còn nguyên luôn. Đấy, còn nguyên bản luôn này. Kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Đấy, bấm khai là nó lên ngay. Một chạm luôn. Đấy, rất là xịn sò. Tất cả các chức năng thì bình thường hết các bạn. Vâng. Và nội thất bên trong xe thì tông màu đen. Đấy, màu đen tuyền luôn. Và cái riêng cái này thì đặc trưng của cái dòng này là nỉ bên trong và ốp da bên ngoài. Đấy, vẫn còn nguyên. Ghế da, ghế nỉ vẫn còn nguyên luôn nhá. Người ta chưa có độ chế gì cả. Đấy, ghế chỉnh điện này. Đấy, ghế chỉnh điện này. Và có nhớ nhá các bác nhá. Ghế chỉnh điện có nhớ đầy đủ. Tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Và con này thì có cả bơm lưng. Đấy, bơm lưng đầy đủ. Túi khí an toàn. Và các bác nhìn phần bản lề này. Bản lề này, ốc đẹp luôn này. Đấy, căng luôn này. Không có bả tỉa một tí nào luôn này. Đấy, còn nguyên nhá. Và tem nhãn đây, 209 hàng xịn luôn. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí, vô lăng có trợ lái. Đấy. Còi thì tương đối thôi, nói chung không to. Đấy, túi khí đây. Và phím điều khiển tích hợp ở trên đây, âm thanh này, rồi cài đặt rảnh tay. Con này có một cái điểm trừ đó là không ga tự động cruise control. Đấy, cái đấy là điểm trừ của chiếc xe này. Nhưng cái này thì nó cái chức năng những cái dòng này thì nói chung là hồi xưa người ta chưa làm đến cái mức độ đấy. Thế còn phần ốp vân gỗ này rất là sáng luôn. Dòng này thì nó ốp vân gỗ tối nhá các bác nhá. Đấy, màn hình Z-Tech này kết hợp với điều hòa auto. Đấy, điều hòa auto với màn hình rất là xịn sò. Tất cả các cái phần phím của xe này vẫn còn tươi, kể cả là cái phần tay nắm cần số này. Đấy, tay cần số của xe vẫn còn đẹp. Và chiếc xe này thì đặc biệt là dùng chân phanh các bác nhá, không phải là dùng tay phanh mà dùng chân phanh đây. Đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? À, ghế chỉnh điện thì nhớ hai vị trí này. Đó. Vâng. Con này thì nói chung là một chiếc xe tương đối. Vâng, tương đối với cái tầm tiền thì khoảng tầm hơn 4 đồng thì đây cũng là một chiếc xe rất là ok cho các bác. Đấy, nội thất bên hàng ghế thứ hai này, rộng rãi tiện lợi nhá. Khoảng để chân cũng không bị gò bó. Đấy, còn bên này đây các bác sờ này, rất là mềm, chắc chắn. Phần trần nỉ của xe thì đẹp căng luôn. Đấy các bác nhìn này, trần nỉ này. Đấy, trần rất là đẹp, không bị sổ lông một tí nào luôn. Đấy, và cửa sổ trời em đang mở ra để làm sao mà nhìn ở bên trong cho nó sáng nhá. Còn đâu tất cả các chức năng của xe thì bình thường. Đấy. Đấy. Và các bác chạy những cái dòng này thì các bác chạy rất là ổn luôn. Này, sàn này, sàn nỉ còn nguyên này. Đấy, sàn nỉ còn rất là đẹp. Đều. Đấy. Chỉ keo bao zin nhá, chỉ keo bao zin này. Bao zin đẹp cho các bác luôn này. Đấy. Cửa đóng mở rất là chắc luôn. Phần hậu đèn hậu của xe thì là cái thiết kế của form 2009 ạ. Thì người ta sử dụng là toàn bộ là bóng đèn. Đấy, đèn đốt nhá. Và cái bóng này thì thiết kế của nó cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Nhưng mà được cái là bầu đèn của xe thì không có bị ố mốc, không rạn nứt một tí nào luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Bên này cũng thế này. Đẹp, đều, sạch sẽ, không có lỗi làm một tí nào luôn. Đó. Các bác nhìn ạ, đồng đều. Đấy, còn cản sau xe đây, cảm biến lùi, rồi các cái mắt cảm biến phía sau này. Đấy, rồi các cái đèn hậu này, nó còn căng đều luôn. Đấy, bên này cũng thế này. Đấy. Tất cả các cái chi tiết này nó còn căng đều, sáng bóng nhá. Và con này là một chiếc xe máy dầu với bản bô đôi. Đấy, bô đôi này, hai bên. Đấy, cốp mở nhẹ nhàng. Đấy, khoảng đầy đồ bên trong này khi mà hàng ghế thứ ba xuống ấy, thì rất là rộng. Đây là bộ sàn, nót sàn của xe này. Đấy, kích lốp đồ nghề còn nguyên. Đấy, còn cái gì nữa không nhỉ? Phải nói thực sự là đây là một chiếc xe khá là ok. Vâng, đấy các bác nhìn này, các cái đinh hàn này. Đấy, đinh hàn này, cột dưới này, ốc này, đấy, còn nguyên. Đấy, chỉ keo bao đẹp cho các bác. Thế này là các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này á, các bác qua trực tiếp cửa hàng em xem xe và trải nghiệm luôn. Đây là một mẫu xe giá rẻ. Vâng, thực sự là Hyundai Santa Fe bình thường thị trường đang bán hơn 5 đồng SLX nhá, SLX. Nhưng mà ở đây em bán giá nó chỉ có hơn 4 đồng thôi. Nên là các bác không phải ngại ngần lo lắng gì cả. Giá rất rẻ đấy, các bác nhìn này. Sơn sườn đẹp, tôn vỏ căng, lốp dày, đấy, lốp dày luôn. Lốp dép dày, la răng đúc thể thao. Chắc chắn này. Đấy, tôn. Đấy. Và cái dòng này thì cách âm của nó rất tốt nhá các bác nhá. Đấy, cách âm này. Chỉ keo thì bao đẹp cho các bác luôn. Đây các bác nhìn này, chỉ này. Đấy, bao đẹp nét căng luôn cho các bác. Đấy, tappi sạch. Đấy, nội thất bên trong này.
đẹp căng luôn. Đấy, cửa đóng rất chắc luôn. Và chiếc xe này là một chiếc xe khá là hiếm hoi. Vâng, SLX lâu lắm mới về. Chứ còn bình thường những cái bản khác thì nói thật các bác là đây, nhiều. Đấy, MLX thì rất là nhiều. Nhưng mà để một chiếc xe bản SLX ấy, thì nói thật các bác là hàng hiếm luôn. Con này thì nói chung là về tính chất gọi là nội thất độ mới ấy, thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 80% thôi. Chứ không thể bảo đẹp như là những chiếc xe mà người ta mới mua được vài năm được. Vâng, nhưng mà về độ chất tổng thể thì xe thì khá ok. Còn về khoang máy thì sao nhỉ? Bây giờ ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe ra, xong rồi xem khoang máy này. Đấy, đề nổ này. Đấy, máy dầu rất là êm. Đấy, máy dầu thôi nhưng mà ngồi rất là êm luôn. Đấy, và các bác nhìn đồng hồ không lỗi nhá. Màn hình Zetec này, có định vị này, có Lavitel, đấy, có điều hòa ô tô. Dòng này đấy, ngồi trong xe này cảm giác phải nói rất là thoải mái luôn. Gương chiếu hậu chống chói đấy, có cam hành trình này, không thiếu một cái gì các bác. Và đây là một chiếc xe ngon để dành cho những ai mà yêu thích những cái dòng xe máy dầu Hàn Quốc. Vâng, đấy, động cơ máy của nó chạy nổ rất là giòn đấy. Máy dầu 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu con này là sử dụng động cơ máy dầu CDI 16 van. Máy 2.0, mức tiêu thụ khoảng tầm 7 lít dầu trên 100 cây. Và cái dòng này là một cái dòng xe rất là kiệm dầu nhá. Đi đường trường càng nhiều thì là càng tiết kiệm luôn. Máy ngon, số ngọt, gầm chắc. Đấy, dầu mỡ thì cho các bác xem này. Đấy, dầu đây. Đấy, dầu này thì các bác về là các bác thay cho em nhá. Vì máy dầu thì bao giờ con nào cũng thế. Đấy, thay dầu cho nó mới để mà đi cho nó yên tâm. Còn phần đầu sườn, đầu răng đây thì các bác nhìn này. Đấy, còn đẹp căng luôn này. Đấy, đầu sườn ngang này còn nguyên. Đấy, tất cả các chi tiết này của xe thì vẫn còn căng sáng luôn và không có lỗi nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Một chiếc xe Hyundai Santa Fe bản SLX 2009 rất là ngon. Đấy, con này phải nói là khá là cứng xe. Và nói chung là với cái tầm tiền thì các bác chạy những con này thì rất là ổn luôn. Đây, gầm này. Đấy, gầm này không bị mòn tí nào. Vẫn còn đẹp căng. Gầm đẹp căng luôn nhé các bác ơi. Nói chung là về tổng thể xe này thì rơi vào tầm khoảng 70%. Nhưng mà về chất của xe so với giá tiền thì đây là một chiếc xe cực kỳ ok. Bác nào mà quan tâm chiếc xe Hyundai Santa Fe SLX 2009 nhập khẩu mà giá nó chỉ hơn 400 thì alo ngay cho em Vũ Dư Ô Tô qua số điện thoại 0869158926. Xe đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng các bác nhá. Và nói chung là cái dòng này một cái dòng xe rất là dễ bán, cũng rất là đi lại, cũng rất là đơn giản, hiện đại, tiện lợi, tích hợp rất nhiều chức năng. Đấy, không thiếu một cái gì. Và nói chung là cái dòng xe mà gia đình rộng rãi tiện lợi mà bác nào mua về chạy dịch vụ rất là ok. Hơn 400 triệu rẻ như cho luôn. Và những ai mà yêu thích alo ngay cho em, đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu một chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy Ô Tô. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.